Cuối tháng 4 năm 2011, đại dịch Covid lần thứ tư bùng phát và lây lan trên diện rộng, gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường miền Trung nói riêng. GDP quý 3 giảm 6,17% là mức giảm cao nhất trong suốt 30 năm qua. Việc giãn cách xã hội đã buộc hàng loạt dự án bất động sản phải ngừng hoạt động xây dựng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thị trường. Đồng thời, giãn cách còn khiến các thủ tục giao dịch trên thị trường bị ngưng trệ. Theo số liệu thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn cung mới cả nước đạt khoảng 165.700 sản phẩm, trong khi đó lượng giao dịch chỉ đạt 61.800 sản phẩm, chiếm 37% tổng nguồn cung. Điểm sáng của thị trường đó là phân khúc đất nền tại khu vực miền Trung với tổng nguồn cung đạt 2.664 sản phẩm, gồm 1.579 căn hộ, 1.085 đất nền và nhà ở thấp tầng. Số lượng giao dịch đạt 910 sản phẩm, chủ yếu ở phân khúc đất nền. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc kiểm soát tín dụng thị trường bất động sản trong các đợt giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mới đây. Một số nhà băng không áp dụng cho dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản. Đối tượng ưu tiên giảm lãi suất cho vay chủ yếu là những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà hàng, doanh nghiệp sản xuất thiết yếu cho nền kinh tế. Tuy nhiên, bù lại, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung luôn nhận được sự quan tâm về đầu tư công và chính sách ưu tiên của chính phủ. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, khu vực miền Trung được đầu tư nhiều dự án phát triển chiến lược, kinh tế vùng như dự án cao tốc Đà Nẵng-Quy Nhơn thuộc cao tốc Bắc Nam, công trình đường biển nối liền từ cảng Đà Nẵng đến cực Nam tỉnh Quảng Ngãi, dự án sân bay quốc tế Chu Lai, dự án khu kinh tế mở Dung Quất, dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng. Với việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là bàn đạp thúc đẩy cho thị trường bất động sản miền Trung tăng trưởng trong thời gian tới. Nhìn chung, theo nhiều nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản sau dịch sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có định hướng đúng đắn, nắm bắt được những dự án tiềm năng của thị trường thì vẫn có cơ hội để nhảy vào thị trường bất động sản giai đoạn hậu Covid. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Talk Show hậu Covid-19, hướng đi nào cho các nhà đầu tư bất động sản trong trạng thái bình thường mới.